chuối, gừng và khoai tây. Khoai tây 20g cho 1 lít nước, sử dụng khoảng nửa quả chuối. Đối với gừng, khoảng bao nhiêu đây là được? Thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Lan hồ điệp có bộ rễ phát triển cực kỳ nhanh và tươi tốt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cách làm phân bón hữu cơ mới tại nhà. Đó là sự kết hợp giữa chuối, gừng và khoai tây. Và sự kết hợp này rất tuyệt vời cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Khi chúng ta trồng tại nhà, sẽ có được những chiếc lá xanh tươi tốt. Và bộ rễ thì phát triển rất là khỏe mạnh. Và với cách làm đơn giản như thế này, đặc biệt sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc chăm sóc lan hồ điệp trong những mùa lạnh hoặc là thời tiết chuyển đột ngột sang mưa, rất là hiệu quả. Các bạn đã từng nghe nói trong khoai tây sẽ giúp kích thích mầm chồi phát triển rất là mạnh mẽ. Và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cho những cây lan hồ điệp này. Vì trong khoai tây có chứa rất là nhiều khoáng chất, vitamin cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Và trong đó nổi trội nhất đó chính là kali và vitamin C, vitamin B6. Nó sẽ làm cho những cái rễ của cây lan phát triển rất là tốt. Chúng ta sẽ hỗ trợ thêm gừng. Và gừng thì có tính ấm. Và trong đây có chứa rất là nhiều kali và những vi lượng khác giống như là mangan, đồng. Những cái khoáng chất có trong đây nó sẽ giúp cho cây lan hồ điệp của chúng ta tăng đề kháng. Và nó sẽ hạn chế được những nấm bệnh trên cây lan rất là tốt. Đặc biệt trong những thời tiết chuyển sang lạnh, các bạn nên dùng gừng để chúng ta chăm sóc những cây lan hồ điệp. Còn trong quả chuối thì có chứa rất là nhiều chất xơ, giàu kali và vitamin B6, vitamin C. Và đặc biệt là chất tannin có trong vỏ quả chuối sẽ góp phần hạn chế được những nấm bệnh trên cây lan. Và sẽ giúp cho những cây lan chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ được luôn xanh tươi và khỏe mạnh. Đối với khoai tây, chúng ta sẽ sử dụng 20g cho 1 lít nước. Và chuối thì các bạn sẽ sử dụng khoảng nửa quả chuối. Hoặc là nếu những trái chuối nhỏ thì chúng ta nên sử dụng một quả. Sau đó các bạn để nguyên vỏ và chúng ta sẽ cho vào máy xay. Còn đối với gừng thì các bạn sử dụng khoảng bao nhiêu đây là được? Chúng ta sẽ cho vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho khoai tây vào. Và chúng ta cho vào đây 1 lít nước sạch. Và mình sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Và chúng ta sẽ lọc lấy phần nước trong để tưới cho những cây lan hồ điệp. Việc sử dụng hỗn hợp của những chất hữu cơ này rất là tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp khi các bạn trồng, chăm sóc tại nhà rất là hiệu quả. Những mùa mưa kéo dài hoặc là thời tiết đột ngột chuyển sang lạnh rất là tuyệt vời. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào bình phun. Và đối với hỗn hợp tươi như thế này thì sau khi các bạn làm xong, chúng ta sẽ sử dụng ngay. Vì thường trong mùa lạnh là cây sẽ ngưng sự sinh trưởng và phát triển, sự trao đổi chất sẽ kém đi. Và cây đòi hỏi một cái lượng kali rất là lớn để giúp cho những ngọn hoa sẽ được cứng cáp. Và sẽ giúp cho cây khỏe mạnh hơn, những chiếc lá to bóng hơn. Và trong mùa lạnh thì khi các bạn cung cấp một lượng kali ở dạng tự nhiên giống như những chất hữu cơ thì nó sẽ giúp cho cây sinh trưởng rất là bền vững và khỏe mạnh. Các bạn sẽ tiến hành phun toàn cây lan từ thân lá rễ. Nếu như các bạn không thích phun lên lá thì chúng ta có thể phun lên gốc. Vì đối với lan hồ điệp, khi các bạn thực hiện tiến hành phun những loại phân bón hữu cơ thì chúng ta nên thực hiện tưới vào những lúc trời mát. Buổi sáng là trước 9 giờ, buổi chiều thì không quá 4 giờ chiều, sẽ góp phần giúp cho những cây lan của chúng ta sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Vì trong khoảng thời gian mát thì cây trồng sẽ hấp thụ những loại phân hữu cơ rất là tốt. Trong những ngày thời tiết chuyển sang lạnh thì nhựa cây sẽ bị đông cứng lại và làm cho sự trao đổi chất kém đi.
sự hấp thụ dinh dưỡng của cây cũng kém đi rất nhiều. Do đó trong mùa lạnh thì các bạn tuyệt đối không được bón những loại phân vô cơ cho cây, mà chúng ta chỉ có thể cung cấp một lượng kali ở dạng tự nhiên như là nước vo gạo hoặc là nước từ vỏ trứng mà mình đã có chia sẻ trên kênh để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn ở trong mùa lạnh. Khi chúng ta muốn lượng phân được hấp thụ một cách tối đa nhất thì các bạn phải duy trì độ ẩm của phần chất trồng trong chậu. Thì khi chúng ta sẽ bón phân hữu cơ vào đây, nó sẽ góp phần giúp cho bộ rễ lan mau phục hồi và cây sẽ điều hòa sinh trưởng rất là tốt. Và các bạn không nên tưới vào những bông hoa đang nở vì cánh hoa rất là mỏng, khi chúng ta tưới sẽ làm hư cánh hoa. Và các bạn sẽ tưới lên toàn cây lan từ thân lá rễ, sẽ cung cấp những khoáng chất và dưỡng chất rất là tốt từ những loại phân bón tự nhiên này. Và chúng ta không nên tưới vào buổi tối vì nước sẽ còn đọng lại và sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm bệnh gây hại trên lá. Và khi dùng hỗn hợp những chất hữu cơ này thì 2 tuần các bạn sẽ tưới cho cây 1 lần. Còn để duy trì sự sinh trưởng và phát triển thì trong 1 tháng các bạn có thể dùng từ 1 cho tới 2 lần để giúp những cây lan của chúng ta mau phục hồi và những rễ ở dưới phần gốc cây sẽ mọc ra dễ dàng hơn trong mùa lạnh. Và do hỗn hợp này có chứa một chất kháng khuẩn rất là lớn và nó sẽ giúp cho lá lan của chúng ta ngăn ngừa được nấm bệnh rất là hiệu quả. Và những chất có trong hỗn hợp này cũng sẽ giúp cho cây điều hòa sinh trưởng rất là tốt và nó sẽ giúp cho cây lan của các bạn khi chúng ta dùng những loại phân bón vô cơ còn tồn dư trong lá, thân, rễ mà khi các bạn dùng chất hữu cơ này để bón thì cây sẽ lấy lại cân bằng rất là nhanh và nó sẽ giảm đi sự tồn dư trong lá, thân, rễ và nó sẽ giúp cho cây của chúng ta rất là nhanh phục hồi và phát triển. Và đối với thời tiết chuyển sang lạnh thì những cây lan bị yếu, các bạn cũng nên dùng hỗn hợp hữu cơ này để tưới cho cây thì sẽ có được những phần rễ ở gốc phát triển rất là mạnh mẽ. Và khi sử dụng nước để tưới thì các bạn phải xem nhiệt độ của phần chất trồng, nó sẽ phù hợp với nhiệt độ của phần nước tưới thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Còn khi chúng ta sử dụng nước quá lạnh hoặc là quá nóng hơn so với phần chất trồng trong đây thì nó sẽ làm cho cây bị sốc và cây sẽ bị kém phát triển và bị si. Trong mùa lạnh các bạn cũng có thể dùng nước ấm để chúng ta tưới lên phần chất trồng, sẽ giúp cho bộ rễ lan không bị sốc và nó sẽ hấp thụ được những dưỡng chất hữu cơ tốt hơn. Khi các bạn sử dụng hỗn hợp này thì chúng ta cũng kết hợp với việc che chắn và sử dụng những loại bóng đèn sợi đốt để sưởi ấm cho những cây lan khỏe mạnh hơn trong những ngày đông lạnh lẽo và những ngày mưa nhiều. Và các bạn hạn chế treo cây lan vào những nơi gió lùa mạnh quá thì nó sẽ làm cho cây rất là mau mất nước và nó sẽ làm cho lá bị teo tóp lại và cây sẽ chậm phát triển hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể áp dụng công thức tưới hỗn hợp hữu cơ này cho tất cả các loại lan khác đều rất là tốt. Và chúng ta cũng có thể dùng cho những cây lan vừa mới sang chậu sẽ có được bộ rễ nhanh ra và phát triển rất là tốt trong môi trường ở trong chậu mới. Do có chứa những hóc môn kích thích sinh trưởng một cách hoàn toàn tự nhiên và những vitamin nhóm B mà các bạn thường hay thấy trong những loại phân bón lá dùng để kích thích sinh trưởng sự phát triển của cây trồng. Do đó khi chúng ta thực hiện việc tưới hỗn hợp hữu cơ này cho những cây lan vừa mới sang chậu hoặc là những cây lan bị chậm phát triển sẽ có được rất là nhiều rễ và sẽ làm tăng đề kháng ở cây lên. Và lúc đó các bạn sẽ yên tâm, cây lan của chúng ta sẽ phát triển rất là tốt. Và đặc biệt trong hỗn hợp này có chứa rất là nhiều kali, rất cần thiết vào mùa lạnh. Và thêm đó là có tính kháng khuẩn rất là cao. Do đó khi các bạn dùng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những lá bị côn trùng cắn phá hoặc là bị nấm bệnh sẽ bị hạn chế và giảm đi rất là nhiều. Và nó sẽ góp phần giúp cho những lá non hoặc những lá đang trong giai đoạn phát triển thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và đặc biệt là trong hỗn hợp này có chứa gừng, có tính ấm rất là tốt. Và khi các bạn dùng gừng thì cây kích thích phần rễ phát triển rất là nhanh. Thêm vào đó là có khoai tây. Thì các bạn thường nghe nói khoai tây có chứa một cái chất kích thích hóc môn sinh trưởng tự nhiên
sẽ giúp cho những rễ của cây trồng sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và chúng ta áp dụng điều này lên những cây lan hồ điệp thì các bạn sẽ được sở hữu những cây lan hồ điệp có bộ rễ phát triển cực kỳ nhanh và tươi tốt. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản từ khoai tây, chuối và gừng để chúng ta chăm sóc những cây lan vào mùa lạnh rất là hiệu quả và giúp cho cây sẽ có được nhiều rễ tốt hơn với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Và video của mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện thể theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn thành công.